Làm cho thấy sợ vậy đó hả? Quốc chơi dưới này hai máy nữa nè. Làm cho nó gù người vậy. Cầm hố lên đó không ta? Bạn người tăng rồi. Đến tàu vực đất Nha Trang này, tôi chỉ cho các bạn đến tàu Nha Trang nhé. Em
À, đây là dạo đầu của cầu năm du lịch nhé cô chú chị và các bạn. Mong cô chú chị và các bạn hãy đăng ký cho chương trình một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú chị và các bạn cùng xem nhé. Ok, tôi sẽ trực tiếp nhé cô chú chị và các bạn. Đây là vị khách này đến từ Nha Trang nhé cô chú chị và các bạn. Vâng, rất mong cô chú anh chị chia sẻ nhé. Đây là cảnh cảnh bất hợp của con đang dựa lên trang trí rất là đẹp luôn. Anh ra lúc nào? Anh la lúc nào? Chứ nói đại luôn đó. Có người qua mời à. Có người qua mời à, mời cô Sáu rồi nha. Vâng, nghe ngụm tên là có mời à, có người cô Sáu với chú Bảy. Đúng rồi, xe nãy chở đồ tới đó là nhờ xe đó qua chở luôn, chở cô Sáu với chú Bảy luôn. Cô Sáu với chú Bảy cũng đang à. À, tưởng nhớ à, ngày à, tưởng nhớ của chú Năm có cháu qua của cô tại Mỹ à. Hoa tươi luôn nha. Đấy à, mấy chục dài à. Đúng là lúc sinh thời là ông Hoàng, đi mất đi cũng là ông Hoàng, không thay đổi được. Đẳng cấp là mãi mãi. Biết mấy giờ lên mâm? 10:30. 10:30 là đại tiệc. Cái của tôi cũng là cho chú chị và các bạn đăng ký và cho kênh một like nhé. Cô Sáu là 10 mâm. Sáng cô Sáu với chú Bảy cũng có chạy qua đây. Nói chung qua rất sớm.